Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra mục tiêu cho các cơ sở lọc dầu là phải đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu trong nước. Một trong những giải pháp là phải có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng dự trữ xăng dầu. Tại buổi tọa đàm, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng dự trữ xăng dầu, góp phần đảm bảo nguồn cung, những vấn đề đặt ra do Văn phòng Quốc hội chủ trì, báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp đã tập trung đánh giá về thực trạng, nhu cầu và những khó khăn vướng mắc hiện nay trong việc đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng dự trữ xăng dầu, từ đó đưa ra các giải pháp để việc xã hội hóa triển khai có hiệu quả, giúp đảm bảo an ninh năng lượng là trụ cột vững chắc để thúc đẩy kinh tế phát triển. Theo thống kê, hiện nay cả nước có hơn 200 kho lưu trữ với tổng sức chứa khoảng trên 5,3 triệu mét khối. Với số lượng này, Việt Nam chỉ có thể dự trữ xăng dầu trong khoảng một tuần. Trong khi đó, Nghị quyết số 55 NQTU của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt ra cho các cơ sở lọc dầu là phải đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu trong nước, bảo đảm mức dự trữ chiến lược xăng dầu đạt tối thiểu 90 ngày nhập dòng. Chính vì vậy, thời gian tới, Việt Nam cần tập trung vào xã hội hóa xây dựng kho dự trữ xăng dầu, trong đó phải có cả vai trò của nhà nước, vai trò của các doanh nghiệp và các tổ chức ngoài nhà nước.